Hello, xin chào các bạn, mình là Phong. Thì những video lần trước mình đã giới thiệu cho các bạn những dòng máy hàng của Hồng Ký như là HK200Z, HK200E. Thì bây giờ mình sẽ video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy hàng tiếp của hãng Hồng Ký với mẹ sản phẩm là HK200A và hàng Việt Nam chất lượng cao nha các bạn. Đầu tiên đi kèm với máy hàng thì hãng cho chúng ta một phiếu bảo hành và một catalog chính hãng trên toàn quốc. Bảo hành chính hãng 12 tháng nha các bạn. Và tiếp theo đó là phụ kiện kèm theo là một kẹp mát. Kẹp mát này dài khoảng 4m nha các bạn. Được 4m. Và tiếp theo đó là một cái kẹp hàng quen dài 6m. Khá là chất lượng nha các bạn. Và tiếp theo đó là một cái bộ xuống dây hàng mic. Xin lỗi các bạn, là dây hàng tích nha các bạn. Được gia công và rất là tỉ mỉ nha các bạn. Và công tắc bóp khá là nhạy. Với phía sau phần đuôi dây thì có dây tín hiệu và dây khí nha các bạn, cũng khá là đơn giản. Tiếp theo đó thì và tặng cho ta bốn cái đầu sứ. Đây các bạn, bốn đầu sứ để hàng tít và kim hàng. Và một kiện kèm theo để kiện tít nha các bạn. Và nhau chính của chúng ta thì như các bạn thấy thì con máy thì rất là khá là nhỏ gọn, với lại phần thân máy thì được thiết kế thì rất là nhỏ gọn, với lại là phần lớp sơn thì được sơn cái lớp cách điện khá là an toàn nha các bạn. Với cái bộ phận điều khiển thì như các bạn thấy bộ cần điều khiển thì có điều chỉnh dòng, điều chỉnh ampe. Thì con này thì nó sử dụng ampe từ 10 cho tới 200 nha các bạn. Như mẹ sản phẩm như các bạn thấy HK200A là nó tương đương và là sử dụng tối đa là 200A nha các bạn. Và bên cạnh đó thì đây là cái nút chỉnh hàng tiếp và hàng que nha các bạn. Đây là nút on off chỉnh hàng tiếp hàng que đây. Nếu mà các bạn muốn sử dụng hàng tiếp thì chúng ta bật lên và có hiển thị rất là rõ ràng trên phần bộ phận điều khiển. Và tiếp theo đó thì con máy HK200A sử dụng cái đồng hồ điện tử nha các bạn. Đấy, rất là chuyên nghiệp và rất là hiện đại. Bên cạnh đó logo Hồng Ký của hãng Việt Nam nha các bạn, để xuất xứ 100% tại Việt Nam. Và logo mẹ sản phẩm đây nha các bạn, logo thì được in dập nổi rất là đẹp. Và bên dưới thì có bộ phận tản nhiệt nha các bạn, ở phía trước phần đầu luôn nha các bạn. Và bên cạnh đó là cái bộ phận gắn kẹp mát đây nha các bạn, tức là gắn kẹp mát chống trừ đây, để gắn kẹp mát. Và bên cạnh đó là bộ phận để gắn dây dẫn khí khí vào và bộ phận này để gắn dây tín hiệu nha các bạn. Tiếp kênh bên cạnh đó là cái bộ phận để mình gắn que hàng kìm hàng nha các bạn, kìm hàng. Thì các bạn nên lưu ý nếu sử dụng cái con này thì nếu mà hàng quen thì chúng ta, nếu mà hàng tiếp thì bên này là kẹp mát và bên này là xuống cái hàng tiếp. Nếu mà chúng ta sử dụng hàng quen thì chúng ta nhớ là đổi lại nha các bạn, đổi ngược chiều lại là bên này gắn kẹp mát và bên này là gắn quen. Và bên cạnh đó thì phần bên hông của phần máy hàng, đấy, như các bạn thấy khá là đẹp và được in logo Hồng Ký. Đây, Made in Việt Nam nha các bạn, cái website của hãng. Và tiếp theo là một cái bộ phận phía sau đuôi. Phía sau đuôi của máy hàng HK200A này có cái gì? Thì nó có một cái bộ phận tản nhiệt khá là to nha các bạn, giúp con máy của chúng ta hoạt động trơn tru hơn và mạnh mẽ hơn và công suất làm việc cao. Đây thì on off cái nguồn ở phía sau nha các bạn. Những con máy khác của hãng Hồng Ký thì con máy này sở hữu là một cái nút nguồn ở phía sau on off. Và bên cạnh đó thì ở ống dẫn khí vào và sợi dây nguồn 2m với hai chấu sử dụng dòng điện 1A 220V nha các bạn. Và con máy thì rất là đẹp, với phần tay cầm phía trên rất là dễ sử dụng, điện sử dụng đi lại nha các bạn.
Và con máy này thì với cái công dụng của nó là hiển thị cái dòng hàng bằng cái chất số nha các bạn, với hiệu suất làm việc rất là cao, có chế độ bảo vệ quá nhiệt, quá tải, nguồn điện không ổn định nha các bạn. Thì con này nó có thể làm việc với dòng điện 180V nha các bạn, dòng điện thấp. Và đặc trưng của nó là thiết kế linh hoạt, rất là tiện lợi, thiết kế rất là nhỏ gọn và nhẹ nhàng, giúp chúng ta di chuyển một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Công suất hoạt động cao cho phép hàng hiệu quả nhanh chóng với cái thích hợp với các cái vật liệu như là sắt inox, hàng cái vật liệu mỏng, mối hàng đẹp nha các bạn. Đấy, con này thì rất là chuyên dụng rồi, rất là nhiều xưởng cơ khí tin dùng và nhiều công trình tin dùng nha các bạn. Với cái máy hàng que điện tử có chế độ inverter nha các bạn, ứng dụng cao, tiết kiệm điện inverter. Sản phẩm có khả năng tiết kiệm điện lên tới từ 50-60 so với cái máy hàng que truyền thống nha các bạn. Thì có chế độ bảo vệ an toàn quá tải, quá nhiệt và chống giật trong môi trường ẩm ướt luôn nha các bạn. Đấy. Và phía sau thì có cái phần tem mẻ vạch, thì mình nãy mình cũng có các bạn xem, thì đây là để mình phân biệt về hàng thật và hàng nhái nha các bạn. Với cái tem mẻ vạch phía trên thì có tem cảnh báo nha các bạn, cảnh báo bằng tiếng Việt, và có tem thì hàng Việt Nam chất lượng cao. Give me all you've got if you're prepared.